cặp cả cá con khái áo trượt lạt lò pexipan màn mỏi cần mỏi hectare tà tìn, tin mắt hà hoàng hậu nàng hợp tác xã ni cò đẩy tỉ màn mỏi pì số ngân ni té con cải ma bỏ hai mẹ than nàng phòng ni báo hê ngắm hê phản hòt sắc tưa vừa phía nhảy biến của bố bồng sủ luông ta con không khoa học kỹ thuật sở phía diệt dân khay hợp tác xã có mi hạ xếp hectare tà tìn, tin mắt nà hoàng hậu cánh xám xếp hectare tà tìn, mắt nà đà, tài loan cái lợi nhuận của tác xã mang lại cũng như việc là biến nông cái... nắm cuồng phía dưới dân hoặc khay xuống khỏi con nhãn xanh mắt thành hà hoàng hậu khải luôn hiệp thù cột to chưa mắt, mắt hà ứng trọng đầy bồng nhăn mi cá anh bánh anh xưa khách nỉ huyện mai sơn mi giáo xí xếp sóng pan hai tà tà tin cỏ bút bồng quảng thành tà tin bút cỏ má mi giáo chết pan hốc khỏi hách tà cắp hạ tàng cỏ bút bồng chính ăn lò mát nhàn mát muồng mát ít lao cánh mắt thành lòng hóc tành sản lượng vì dòng văn bảy sao cửa tài cài bán tấn luôn hiệp thủ bản phân mọi hách có kiện má vũ luông bùn việt khác cánh chuột luông bùn cửa tài giáo sàm hỏi họt sĩ hỏi chầm hẳn hỏi pì huyện mai sơn cũng đã có rất nhiều những cái mô hình sản xuất việt là... chân báo cái... chủ chính sách tình đảng Các... Hân mương mai sơn trong... có mi bón triệt xanh chết dườn cửa đẩy cả con súng lườn xưa lỏ, bưng cò búp bồng, bánh khải tẩy thuốc hanh khẩu địa phương mi cả con súng dệt biến mái nả tà phòng bản ma nho súng phòng kiến tây xú khẩu dân hương cải thần cò tay ngõ lại bón triệt xanh chết dườn đằng địa phương cốc kén khổng phía diệt dần hẹn na lang tỷ sùng ăn lò việt sủ công nghệ sùng việt sủ luôn diệt dần búp bóng mỡ sủ chủ luôn tác ngon khảo khoa học kỹ thuật sở phía diệt dần tự tóp tại luôn bùn lang tỷ xương việt kháp gần hù ban kháp bó cò hữu cơ lò luôn bùn lại bò hai mét na nàng sườn là chóng hanh hượt hòt cáp củ lợi đi ma tăng luôn hanh khảo nằm đìn cánh luôn hòn diện trọp rồm phòng tin mương cười bón gần lang trên lang mi tiếng khao nàng pu lũng lô khách nì có cất bền phồng búp bồng mi cá con sùng không huyên phù yên. Lại pì con nì nằng tót tiền nì có đài ao cò, kiền má má bú, chăm và xin, bừa bỏ hết sủ khoa học kỹ thuật sớp phia siết chân, sướng năn bỏ hết cất đài lăng tỷ sùng. Từ té hợp tác xã phú có kiền má nghĩa hưng tài tánh ó. Tôi là hạn chế sử dụng. Chào tốn lắm mò khỏi. À lò côn pa tôn uốn cón cuồng vía phú có kiến mát là ngày phú xung khỏi xã hồ cánh sủ to luôn buồn việt pháp, gión xìa phía sủ hỗn giả hóa học chủ tàng giả phải dạp trừ có bú bồng tiếng an hải côn sủ giống vài hà có kiệt mát cửa đại lang tỷ dùng chú xã viện hợp tác xã phú có kiến mát nghĩa hưng có bồng trà hoa vía khỏi đủ cảm phong bồng nhân hà có kiến mát cuồng gian ó bó bền má ổn. Nó nan ó còn chơi chi biết cù té nừng hoặc sòng quyền bó tài sủ xa phải trừ có bút bồng tôi bây giờ là vận động các hộ dân là bón vài hải mát nói khảo hợp tác xã cực bền tàng trưng ô cốt phân phân hư cơ, xuống khỏi cỏ trên phân báo phân nếu chưa cánh vào hải chu thành viên của hợp tác xã chấp tăm phía khỏi tù sủ cuốn hiếu cơ cuốn lang gión trẻ phía sủ ra phải chưa có bút bông, bao nằm pè sờ nhận vào tiền an hạ cốt sủ sống Báo xuân to nàng mương cười la nàng phòng bút bồng mắc kiềng bàn nàng mương thải huyền phù yên có đàng sủ chu luông bùn cửa tay lăng tỷ sùng cuồng phía xe sườn bồn sòn lò hợp tác xã phú mắc kiềng văn yên tại vì dòng bắt xếp cầu hợp tác xã nì có từng gian nhảy biến luôn khỏi đủ có kiệt má tại luông hiếu cơ nò phía phải dòm phải hơn cổng hanh hư phía bút bồng tại luông hiếu cơ có cửa tay lăng tỷ sùng xưa luông xe sườn cấu từ khi vào hợp tác xã mà được tham gia cái phân hữu cơ thì em thấy té chơ hợp, hợp tác xã, cả, xã sổ phân xã hữu cơ hình khỏi hền có kịp má mà pe chăn tì cánh cửa tẩy hang tì sông xưa phía thương, sổ quân xã ứng thấy, mát núi kín chẹp ai hòm xưa tỏi biển mài hải khu, khách nhì nàng huyền phù yên mi cài hạ hỏi hách ta tà tin pú có kiến má mi tanh xương mát kiềng mát nghe mát bục nàng khèo pú phân lại nàng sáng hương thải cánh sáng hương cười phân lại bưng tà đình bú bọc nì đẩy sủ luông bùn kỹ thuật sùng tòi luông hiếu cơ. Ý có tạo luông hành và hở huyện Phú Yên xếp tạm bánh khay, cánh nhó sùng lăng tì cả con man huế mi tành nặng của huyền. Huyện Phú Yên uh, cũng đã uh, bưng à, quần vương tỷ bên nào huyện Phú Yên, yên đáng có sọn hôm cái... mà bè có kiến mát mi tanh nặng hốc xã phổng mương ta tìn bú mắc kiềng tại khai quảng tướng họ khai xung khói mi sọn ban hốc khỏi hecta sản lượng tại nhóc sùng bàn phát bay cửa tẩy xít tấn hóa hecta từ té lò bón pú khẩu khẩu ly cò Sơn là cò mi pát nhà biến có búp bồng sủ khoa học kỹ thuật xã phía diệt sườn lần xưa lò phía diệt sườn hay na sủ công nghệ dùng họt khay sườn là có mi cài hectare, cò má hỏi bón diệt ó trường kìn, mát núi tiền ngàn sao ít tảng trường hay na tại cấp chứng mày hiểm trừ cò khải đẩy xếp hốc tàng trường hay khảo na, họt xếp xí mương. 5 năm chuyển tới gấp ba năm diện tích kênh quả. Nó phản ánh đúng lợi thế nào, tài luôn thanh, lợi mốt, đìn, là tài cánh lợi sơn có mi nhảy biến lương chảnh Quần có nhảy biến tưa nhảy tế tắm, má có má thang áo, trường quần mương cáp sản lượng có kiệt mã xanh tính quần bình hi cơ đại cài xạm hỏi xạm chiếc bắn tấn, cánh xếp tàm lươn tướng quần pưng vị bền hà, sơn là tàng xáo luông khai trường bánh mức nọ, nho túm luông hiệp thủ, hà dân mương. Hiện nay chúng ta sản xuất là sản xuất hàng hóa, Hai nì, xung hao diệt dưỡng ở trường hang vệ khai, quần gian chết hòn, xung khỏi chi nho sùng phía cáo ảng, trường hành ha diệt dưỡng ó nâng cuộc phương nạp việc cốc kén khỏng tỉnh buôn ó lò tánh tam lau phía diệt sườn hành na tại luông mà về phan cánh màn nà vài diệt đại việt nhì tỉnh sơn la chi sức tạm nhau dùng việc cạt kiên diệt sườn tánh ó phòng trường pú bồng sủ khoa học công nghệ xã phía diệt sườn tủm pua mà về diệt sườn hành na tại luông hiếu cơ tánh ó trừ xiềng tiếng khao nò nàn ó luông tròi rửa lập tan mang chính sách ma phía mà về diệt sườn tánh là bản mương trong thời gian tới thì để mà đẩy mạnh cái cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho các tỉnh trung du miền núi phía bắc. Vài tháng tam lầu phía diệt trường hay na hạ vương tỉnh tỉnh pô tăng vượng bắc mà hạ tầng mà có khỏe cơ xuống khỏi cần lò cốc gần sinh hồng so bài tăng hạ sau vài tháng na tăng, hạ ma, tăng, tăng, tăng sòng lò xếp tạm ngắm cùn sủ kỹ thuật hạ dần mương phồng nỉ mi trường hồng luông hanh tranh chính sùng của các vùng tây bắc này. Làng hạ Pì trên báo chương trình sáng tam lầu phía diệt trường hay na nàng tỉnh sơn la có mi bát nhảy biến khả khò táo luông hanh vài mã pê, dệt tánh là bản mương, làm địa phương gión cặt cung bản là cánh tảng tánh bản nát máu cánh vài ta hở sơn là sướp tàm tảng tánh viêm mã pê, hay na khèo chăn cánh mặt nà xương luông bùn không tài hồi tàng vô tỉnh, sơn là từ thứ xếp hạ bùn ó